Xin chào các bạn nhé, các bạn thân mến. Hôm nay thì anh em bọn mình ở nhà và có được em Chiến và em Tú ở dưới Thường Tín Hà Nội lên chơi các bạn ạ. Bây giờ thì các anh em mới đang đi từ Hà Nội lên thôi, khoảng 11 giờ, 11 rưỡi gì đấy thì sẽ đến nhà mình. Em Chiến với em Tú hôm nay lên nhà mình thì muốn thưởng thức các cái món đặc sản ở quê mình. Ví dụ như là nậm pịa, gỏi cá hay là tiết canh. Mình với Út sẽ chuẩn bị làm cơm trước, chờ đợi hai đồng chí lên các bạn ạ. Xin mời các bạn trải nghiệm và đồng hành cùng bọn mình nhé. Các bạn thấy cái món rau răm tốt chưa? Cái này chỉ có ăn trứng vịt lộn thôi. Đây này. Đấy. Tốt lắm. Bên này là cái rau thấu Âu. Cái này ăn ngon này. Đấy. Chào mọi người nhá. Này anh em mình lại có món ngon nhá. Gọi cá. Gọi cá còn quen thuộc thôi. Củ nâu đấy mà bảo ấy là Út, đỏ đấy gì? Hay củ khác? Củ lúc nãy là con này nấu. Mình lại chế món để ngồi nha. Có anh em đến giao lưu nha. Dịch nhưng mà vẫn đến giao lưu. Một con cá mà được bao nhiêu thôi à? Thế thôi, lấy có hai cái thân thôi. Cái này lấy ít thôi, nhiều món. Cái lòng cá thì nấu giấm các bạn ạ. Đầu thì nó măng chua. Có hạt nhồi đâu, hết rồi, hạt nhồi rồi. Cái này là cái diềm gan của con bò các bạn. Cái này là ruột non này. Kia là dạ dày. Ở trên nồi là còn gan với phổi nữa. Đánh tiết canh bò thì bọn mình sẽ lấy cái phần diềm gan này. Ôi, lá chanh hay lá bưởi đây? Lá chanh chứ. Thì to chanh trồng ở rừng nó còn to hơn chanh trồng ở nhà. Nào với các chanh hoang nhỉ? Để về mà lấy lá này. Đây chính là chanh hoang này. Năm kia năm nó có quả nữa. To. Có cái con nhím nó vừa đẻ khoảng hơn một tháng một tí vậy. Nó to như này này. Ấy. Dựng lên. Nó để đổ nước tí chan đợi thôi. Cái này thì bọn mình sẽ cho riềng các bạn ạ. Củ nâu này, lá chanh này, hạt dổi. Con này này. Có trọng về củ nâu này. Ôi, không bổ à? Không phải bổ, thế thôi. Rồi cái đấy không phải nấu đâu. Là cả tà nè. Chết rồi. Rồi nấu măng, nấu cái này thôi. Nấu măng chua. Nấu một bát canh măng chua. Thơm nước mũi này. Cái hạt dổi này thì để đánh tiết canh 5 hạt thôi. Cho cái củ nâu này nó tơi ra tạo màu. Là có lá con á. Đối diện lá con. Tránh nhà thường chị. Cái này được như này thôi mà nó được nhiều phết đấy. Cái này thôi nó phải chát. Ăn như này nó ngon.
Xong một món gọi thì đưa anh em mình sẽ hái ít rau thơm để chấm nữa. Đầu cá nó măng chua. Cái này tí phải cho thêm tí nước vào đây coi phải không? Tao mới chỉnh cái nào. Một con đổ lồ là măng chua này lồ. Đây út thì thêm một con gà, gà mò béo nhỉ. Như gà ủ muối nhỉ, béo và vàng á. Gà gà sạch đi chỉ có ăn ngô với lúa vàng nhỉ, thịt nó chắc. Để út mổ gà xong rồi, bây giờ anh em cho bạn luộc gà thì làm món luộc thôi. Đấy, cái này chín rồi các bạn này. Nhiều các bạn bảo là mua măng chua của mình về bảo là nấu ăn nó he, nhưng mà đây bọn mình nấu cũng đơn giản thôi. Đầu tiên là mình rang qua đi, sau đấy mình cho nó xem xém đi, đun xong rồi mình đổ ít nước vào, xong đun khoảng 30 phút là được một cái nồi măng chua ngon này. Cái này là nồi cơm. Đây là út đang thái để làm món nậm pịa nha các bạn nhé. À món phèo đấy. Hay gọi là món phèo đấy. Mình sẽ băm thêm một ít ruột này với gọi là cái sáo của nó. Cái phần vụn vụn. Cho vào, tí mình đổ pịa vào nấu. Đây này, đấy, út băm nhỏ này. Bây giờ mình sẽ cho thêm gừng nhá. Một ít tỏi nữa. Nhiều nước quá. Cho tí giấm nhỏ vào cho nó đúng. Cho giấm nhỏ vào. Nấu ở dưới mình là cho giấm nhỏ. Út đầu tiên là định không cho giấm nhỏ, nhưng mà nó nhiều nước quá. À, bên kia nồi pịa các bạn ạ. Nồi thịt gà, nồi măng chua, đây nồi cơm. Chuẩn bị lên mâm các bạn ạ. Út đang thái cái món dạ sách, dạ dày đấy. Chả biết có giòn không? Út nếm thử miếng nào chưa? Nếm rồi. Giòn không hay là dai? Không giòn mấy đâu. Không giòn mấy gì? Nó là phần dạ dày thôi các bạn ạ. Đâm ra nó sẽ dai đấy. Đây này. Ăn. Nó góp rồi. Này, để thịt gà. Thịt gà để bên này đi. Bạn cái này diềm gan mà. Diềm gan của bò. Diềm gan bò đấy. Này để chỗ nó góp này. Diềm gan cái này ngon nhỉ. Gà vàng ươm nhỉ. Gà vàng đó. Nhà mình nhìn đợt này rất nhiều gà ăn. Cái phần diềm gan này, cái lòng ấy thì mình chấm với pịa các bạn ạ. Còn cái gỏi cá này thì mình sẽ chấm với giấm rút ấy. Giấm trắng. Thịt gà chấm muối hạt dổi thôi. Đây cho các bạn xem thử một tí cái nậm pịa này xem. Đây này, ui giời ngon nhờ. Nhiều người là nhiều các bạn là muốn thử món này lắm đấy. Mâm từ thế nhà mâm đúng kiểu dân dã nha anh em nhá. Dân dã người Mường bọn mình nhé.
là hay cho vào cái lá chuối này này. Đấy. Nhiều khi anh em xem bảo là sao không cho vào đĩa nhưng mà cho này nó tiện hơn. Nó để lâu cái giống này nó phải ăn nóng rồi. Để lâu nó sẽ bị đông lại cái mỡ. Trễ nhỉ. Chẳng khác gì có trễ lợn nhỉ. Đấy. Đây này, ruột một con bò to đấy, gần tạ thịt mà. Nhưng mà cái ruột non nó nhỏ. Sao rồi ấy? Bê ấy thôi, đặt vào đi. Đây là cái giấm trắng nha các bạn nhé. Cái giấm trắng mình sẽ chấm với cái gọi cá. Mọi người có thể nấu với cái đầu, cho cái đầu vào đây cũng được, hoặc là cái ruột vào đây thì chấm nó đậm hơn. Nhưng mà hôm nay mình làm nguyên cái giấm trắng thôi. Đây nè, cho gọi chấm lại được này. Măng chua cá. Có cả phổi chứ? À đây có cả phổi các bạn, cho nó mềm. Hai bát thoải mái nhỉ? Ba bát đấy. Ba bát đấy. Ba bát đi. Nó nhiều. Vì là cái lượng bồi này. Hạt dổi. Út trộn luôn vào bồi. Ba tiết canh. Cái này là ba tiết một nước thôi nhé. Hình như là nhiều tiết quá. Thoải mái tiết đúng không? Đỏ au này. Đẹp nhỉ, tiết. Rồi, để bên kia. Giờ là đợi thôi. Đợi nó đông thì ăn thôi. Cho sớm quá nó chìm xuống dưới. Chìm nó mất thơm. Ăn hơn. Ủa nhỉ, 90 cây nhỉ? Ui. Từ Hà Nội đến gần 100 cây đấy. Thôi. Nhớ cái vùng mà anh đi từ chỗ Đành Sơn đấy mà xuống bệnh viện Đường Tím đấy là rồi, rượu sầm câu uống ngon lắm em ạ. Anh còn có cái rượu ngọc cẩu cơ nhưng mà tí nữa phải uống. Mình sầm câu trước đi nhỉ. Quên mua qua tổng hóa mua thùng bia rồi. Mời tay cho nhỉ. Thôi nhỉ. Anh không biết nói gì nhỉ. Khỏe anh em. Khỏe nhá. Rồi anh mời em nhá. Để mời mọi người đi. Vậy nhá. Rồi anh mời nhá. Cây nhà lá vườn thôi. Ngọt quá. Còn mỗi cái nậm bịa là hôm nay phải đi mua thôi. Còn các thứ thì nhà hết làm được. Vậy này lên thì làm cho một cốc thôi đúng không? Ngon nhỉ anh nhỉ, uống sướng nhỉ. Mà đã pha rồi nha các bạn nhé. Đấy. Được 2 năm rồi đấy. Đu lên em ơi. Cho nó nóng. Đây rượu sông câu này là mình ngâm được 2 năm rồi. Nhưng mà đây là mình pha các bạn ạ. Mình pha ra là mình lấy khoảng một tí mình pha rồi. Lấy khoảng nửa lít mình pha ra được cái rượu như này. Được, còn thực tế là nó sẽ vàng óng hơn. Đây những cái này là anh em dùng tự nhiên nhá. Vâng vâng vâng. Anh em dùng tự nhiên nhá. Hà Nội gọi, bỏi, nhưng mà gọi là không độ kiểu này, không độ này. À, gọi nồng nâu đấy đúng không? Thì ở đây không, không độ này cũng thái ra quần ná đấy cho một cảnh còn nát tôm cho cái ná như phễu mà. À, nhưng mà bọn anh như thế mà xuống bọn anh ăn nó lại không quen cơ. Ở đấy nó kiểu kiểu thế. Đây là cái măng chua nha em nhá, măng chua nấu với ấy, măng chua nấu với măng chua bọn anh cũng bán đấy. Măng chua nấu cá thì chuẩn lắm. Nấu cá nó thịt gà. Ừ, ngồi em. Anh em thử xem nào. Chấm cái chấm biển cũng được. Chấm cái này ngon. Đúng rồi. Đấy. Đúng rồi. Chấm nhiều vào. Chấm ngập. Ngập vào nó mới đúng bài vị của nó. Thế này ăn nó phải có chấm mẻ như thế này nó mới đúng. Này em. Không tanh tí nào đúng không? Không tanh. Ngon mà. Ngon giòn mà. Nói chung là anh em ở dưới xuôi lên giao lưu bọn anh ấy thì là thông thường bọn anh sẽ làm những cái món này kiểu kiểu như thế. Với dịp này sắp này là đồ rừng là nó hơi hiếm bởi vì là mùa này nó kém, nó không béo nữa nên bọn anh không hạn chế, nó chỉ vào mùa đông thôi bọn anh mới làm nhiều. Nó phải như thế. Nó rét nó mới ngon. Ăn thử xem là của chú đấy. Đây cái này là nó bóng chản. Bọn em mua nóng này. Này ngon. Ở chú xương cây. À. Thế đây có phải nóng rồi? Nóng. Vẫn ấm ấm. Đâu nó vào túi ấy là nó vẫn giữ được. Ngọt thế. Tiếng Anh này không phải ưa ưa cái cá. Đấy em cho cái đấy. Úi. Thử ra. Nó đắng đắng. Thử xem. Nó đắng đắng mà. Chú phải gì nó nặng. Được không? Ngon không?
Nó không mùi đâu, nó không quay qua mình người đâu thật. Chấm bao nhiêu cái đây này, em chấm những cái đồ này là đồ chấm của nó này. Đấy. Nhất là cái này em này. Đấy. Chấm nó ăn nó ngon lắm. Cái tay này chấm em không được nhưng mà ngon. Ăn nào mà không nghĩ tưởng có mùi quá ăn ngon. Cái này. Ăn nào ngon đặc. Bạn này đúng bài mới. Bình thường mà. Thơm này. Ăn này có những phút thấy mình này chịu chết. Lên Phú Thọ ở dưới đúng cái chú mà muốn ăn khó rồi chứ. Đúng rồi, khó đấy. Này, mời anh em nhé. Phú Thọ nhưng mà ở ngoài thị trấn này là ở các phố. Hai anh em đây là bây giờ là học hành công tác gì không hay làm cái bạn gì không? Mình làm. Mình đi làm. Cái này đúng rồi. Tất cả cái đồ luộc thì mình sẽ chấm với nấm tiệm. Cái này chấm ở đây. Vâng. Nhưng mà tùy em thôi, em chấm cái nào chấm. Nếu mà nó cái đấy nó đúng vị. Em ăn miếng rồi, kiểu chút miếng khoai. Cái này là cái riềng bò này, riềng rau bò. Vẫn ok đúng không? Dễ chịu đúng không? Cái lòng non của nó là bóp ra kia. Đúng rồi. Nó cái này là mình lấy từ trong cái ruột của ruột non này này. Nó như được cái bột nóng non đấy, nó chính là cái chỗ đấy đấy em. Đa số này, nhưng mà nó không được bột như thế mà nó vẫn còn cái làm từ cái miếng diềm gan. Nó mình như kiểu bán đậu mình chưa lọc hết đấy. Đấy. Vẫn còn cái nhưng cái nghe mày đặt nhỉ, tại em xem, tại em cũng xem mà phải dùng tiếng Bắc mà thấy cái mày là nóng cách. Phải đặt đấy, phải đặt đấy. Đặt chứ. Vâng. Không, anh em xem Sơn La, Sơn La gì đó. Đây bạn. Thơm ngon ngọt lắm. Đây chén đây, ông trẻ bây giờ mới vào à? Cá mình chiều. À. Đấy chỗ đây có cháu mà. Trên này là ngon. Ở dưới em là vào 3 ra 7 đấy đúng không? Con trâu non, trâu con này. Ờ, trâu non nó vẫn trên đấy mà. Cái món này nhìn. Nghe hùng rằng đấy nhỉ? Hiệu quả kia. Kia. 15. Nào vừa tô kia. 15 đúng không? Cái bò. Bắt đâu không? Đấy còn phải đâu. Đấy là. Ấy, đóng hết rồi này. Đây, quay anh em làm cái nhỏ ra tí cho bây giờ rồi nhá. Nên thoải mái đi rồi. Vừa mắm vừa muối không? Đi đâu này anh đi, anh làm gì? Đây thì thoải mái đây. Được. Tại vì ở nhà này cũng chỉ có tiếng Anh bình tiếng ngang. Cái đấy thì ăn nó lại bình thường rồi em ạ. Hôm nay em lên là anh mới cho ăn tiết canh bò chứ. Tính bò sạch. Sạch chứ, bò sạch chứ. Ở nhà em cùng với anh em đi rồi. Tính nói này nó cái canh là các lợn chứ. Cứ thế. Chuyến này em làm luôn miếng tiết canh đi. Canh bò nhá. Chai dưới Hà Nội lên. Dưới Hà Nội ăn tiết canh à? Canh nữa. Đấy, ăn phải trắng miệng đấy. Mình cũng xin phép được kết thúc video này ở đây. Một lần nữa thì chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ anh em bọn mình. Chúc các bạn sức khỏe, may mắn và gặp nhiều thành công. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mấy con chó đuổi. Còn cái này nữa. Còn lúc này nốt. Đưa cho chó nhận khôn thật nhỉ, hôm nay vừa đuổi dưới ao lên đây luôn.